Thưa quý vị, cùng với sự phục hồi khả quan của ngành du lịch trong năm 2022, đặc biệt là từ sau Tết Nguyên đán đến nay, các trường nghề du lịch đã hút học viên quay trở lại. Đây được xem là tín hiệu vui cho công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch tại chỗ, đáp ứng nhu cầu thị trường du lịch. Tại cơ sở đào tạo nghề du lịch này, đến nay tất cả các chuyên ngành đào tạo đã được phục hồi trở lại như trước khi có dịch. Thay vì bỏ dở giữa chừng do lo ngại ngành nghề khó phục hồi vì dịch, thì nay tâm lý phấn khởi là điểm chung của nhiều học viên. Trường đã tạo nhiều cơ hội để em thực tiễn nhiều hơn và em cũng đang cố gắng trau dồi tiếng Anh với lại nghiệp vụ để chuẩn bị kỹ năng cho mình, chuẩn bị bước vào một môi trường mới hơn. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, cùng với việc dạy học trực tiếp trở lại, tỷ lệ học viên, sinh viên chuyên ngành du lịch thuộc các trường nghề quay lại học tập tăng mạnh. Thực tế cho thấy, với đặc thù đào tạo nghề gắn với thực hành, đào tạo nghề du lịch chỉ có thể đạt hiệu quả cao khi sinh viên được đào tạo trực tiếp thông qua sự gắn kết của nhà trường với doanh nghiệp. Chất lượng dạy của các giáo viên ở đây và cơ sở vật chất ở đây rất là đầy đủ. Ngoài ngành nghiệp vụ nhà hàng ra thì em có thể học thêm được ngành nghiệp vụ 3. Để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực du lịch trong quá trình phục hồi hiện nay, nhiều đơn vị cũng linh động trong kế hoạch đào tạo đảm bảo chuẩn đầu ra. Sắp xếp và xây dựng là một chương trình chất lượng hơn, dựa trên cái thời lượng ngắn hơn. Để làm gì? Để rồi học viên thay vì đào tạo 2 năm rưỡi thì rút ngắn còn 2 năm. Thay vì 1 năm rưỡi thì rút ngắn còn 1 năm. Để cho các em có thể là cũng đảm bảo được chất lượng đào tạo, là đảm bảo được cái chuẩn đầu ra của doanh nghiệp. Tuy nhiên cái thời lượng là theo quy định của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và đồng thời cái chất lượng thì nó vẫn ok để rồi doanh nghiệp chấp nhận. Để làm được việc đó thì chúng tôi tổ chức là thay vì dạy cho các em là 5 hoặc 4 buổi liên tuần thì chúng tôi cho các em học từ 8 đến 9 buổi trong tuần. Còn cái thời gian nghỉ hè thay vì chúng tôi nghỉ 1 tháng, 2 tháng rưỡi thì chúng tôi rút ngắn là nghỉ 15 ngày. Để tăng tính cạnh tranh với các điểm đến khác thì việc đảm bảo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đang là yêu cầu đặt ra đối với ngành du lịch Đà Nẵng. Vì vậy, việc tăng cường kết nối giữa ba bên, nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp sẽ là động lực để phục hồi nhanh nguồn nhân lực trong bối cảnh hiện nay.